lên sóng một chiếc hút ẩm Mitsubishi. Chiếc này là 12 lít nhé. Đây. Của nó là MJ120KX, sản phẩm được đấu giá trực tiếp từ Nhật. 100% là nguyên zin nguyên bản nhé. Sơn zin hoàn toàn, bo mạch zin hoàn toàn. Sản phẩm không bị trầy xước, không bị tì vết. Được, có thể nói là hàng siêu lướt luôn. Màu sơn trắng sáng đẹp, bóng. Hoạt động hoàn hảo mọi chức năng. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Với cửa vẫy 4 chiều lên xuống và trái phải, màn hình hiển thị rất là lớn. Review qua về cái ngoại hình nhé, từ đường nét. Không có điểm trừ, đây là khay nước. Đấy, khi lấy ra thì nó có cảnh báo ở đây nhé, cũng như khi hết nước hoặc là đầy nước, ở khi đầy nước nó sẽ có cảnh báo nhé. Trong ngoài đẹp long lanh luôn. Cái này nó thiếu đúng thùng xốp thôi đấy. Đây, mặt sau này. Đây là thông số của máy nhé. Date 2015 nhé. Đây là vị trí để chúng ta nối vòi ra ngoài, nối ống thoát nước ra ngoài. Trong trường hợp chúng ta cần hút ẩm nhiều, không cần lo ngại phải một thời gian phải lấy cái nước đi đổ nhé. Màng của nó đây. Đấy. Gió sẽ được hút qua cái màng lọc này nhé, qua màng lọc thô này để đưa vào máy. Và nó còn một màng nữa nhé. Đây, có một cái màng khử nơi đây nữa bên trong. Cái này sẽ lắp sau nhé. Đấy, có một màng này phía bên trong nữa nhé. Tức là như này. Qua màng lọc thô này. Có thêm một cái màng lưới này nữa để lọc những cái bụi mịn hơn. Đấy. Thì nó sẽ có một màng này nữa ở phía trong nữa. Đấy. Cái này mình sẽ lắp vào sau. Tác điện thoại cầm một tay nên hơi chậm một chút. Đây. Quá đẹp cho một siêu phẩm. Dòng mắt liếc là dòng hút ẩm đẹp nhất của thương hiệu Mitsubishi nói riêng, cũng như là các dòng hút ẩm khác nói chung, thì không qua được cái dòng mắt liếc, đã được mệnh danh là hoa hậu trong làng hút ẩm mà. Còn với chiếc 12.000 lít thì đó là dòng đỉnh nhất của trong mắt liếc này rồi. Trong mắt liếc nó chỉ có ở các dung tích là 8 lít, 10 lít và 12 lít. Thì còn chiếc này 12 lít đó là chiếc cao nhất rồi, không còn mã lớn hơn nhé. Cực kỳ đẹp luôn đúng không? Đây chúng ta có hút ẩm ở chế độ thủ công này. Đây điều khiển cánh vẫy này. Đấy. Vị trí cánh vẫy nào thì nó sẽ hiển thị ở khu vực đó. Đây là toàn, tức là nó sẽ xoay. Góc xoay của nó sẽ rộng nhất. Và khi chúng ta điều chỉnh góc khác đây, nó chỉ cần xoay một chút ở bên trên. Góc xoay. Còn đây là hút ẩm này. Hút ẩm thì có, đây là hút ẩm thủ công nhé. Nó sẽ mức thấp này. Bên trên sẽ là mức cao. Đây là hẹn giờ tắt máy này. Đấy, giờ là như đây. Đấy, xem số giờ nhé. Đây là một phím để vệ sinh dàn ở bên trong. Đây là những 3 giây để khóa bàn phím, ngăn trẻ con động chạm đến nhé, làm nó thay đổi thiết lập của mình. Còn bên này là màng về tự động. Đây trên này là tự động của hút ẩm, dưới này là tự động của sấy quần áo, thì nó cũng sẽ có chữ tự động tiêu chuẩn này. Thì đây là đèn báo, này là đèn báo Movia, tức là con mắt cảm biến này nó sẽ chuyển động. Thì đây là đèn báo đó. Và hút ẩm có chức năng thứ hai, đây là hút ẩm của tự động của hút ẩm phòng tắm, sấy khô phòng tắm ấy. Và đây là chế độ của sấy quần áo. Sấy quần áo thì nó có 3 mức độ nhé. Đấy, mức độ tiêu chuẩn này, mức độ sấy ban đêm này. Đấy. Và đây là mức độ sấy nhanh. Đây tiêu chuẩn. Và đây là phím để bật tắt này, đây là hiển thị độ ẩm hiện tại này. Cách sử dụng rất là đơn giản và dễ dàng thôi. Rồi ok, một siêu phẩm cực kỳ đẹp luôn. Hàng đấu giá trực tiếp 100% nguyên zin nguyên bản, sơn zin. Đẹp long lanh từ trong ra ngoài. Các bạn lưu ý là sử dụng điện áp 100V nhé.
nên chúng ta sẽ phải dùng qua đổi nguồn công suất khoảng 1000 VA trở lại là ok nhất nhé. Rồi ok ạ, bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc siêu phẩm này Mít Mát Liếc Hoa Hậu có thể liên hệ trực tiếp với HT Shop qua số điện thoại hoặc là Zalo 0828 868 999 và đầu số 0917 379 959. Bên shop ship hàng toàn quốc nhé. Còn bác nào khu vực Hà Nội có thể trực tiếp qua Phú Diễn Bắc Từ Liêm để trải nghiệm sản phẩm cũng như là mua hàng. Rồi ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ.